Dạ, cô bé xin chào quý cô chú anh chị mình nha. Hiện tại cô bé đang ở tại shop của chị Hồng Loan này cả nhà. Hiện tại bây giờ là tại nhà của chị Hồng Loan nhập thêm khoai lang nữa nè. Khoai lang mật được nhập từ ở trên Đà Lạt xuống luôn cả nhà. Khoai lang này là khoai lang chị Hồng Loan mua loại nhất, loại một, loại đặc biệt các cả nhà, để mà giao cho khách nè. Ở nhà của chị Hồng Loan bây giờ là hiện tại đang có rất là nhiều, đang có cô này nè, cô này cũng tới mua hàng. Rồi anh này thì giao khoai lang, chú rapper này cũng tới em mà giao đồ. Sớm giờ ở tại shop của chị Hồng Loan là hôm nay là có nhiều youtuber, có nhiều rapper tới để mà nhận hàng đi giao đồ cả nhà. Chị Hồng Loan thì hiện tại đang ở bên shop shop mới cả nhà, cho nên ở bên này thì giờ chỉ còn có bùm bùm để mà coi có hàng bên đây thôi. Còn chị Hồng Loan với lại anh Hải thì đang bên shop mới á. Cái này chắc cỡ khoảng thấy cũng nhiều quá nè. Ôi nặng nha. Khoai lang. Đây chú ráp này tới để lấy khoai lang để giao nè cả nhà. Khoai lang mật Đà Lạt nha cả nhà. Của cô Thu. À cái này của cô Linh. Cô Linh ở ở trên Thủ Đức. Anh rapper này tới lấy giao. Này ở phía trước này hiện tại giờ cũng đang có mấy bao khoai lang nữa nè các bạn. Đơn này mình giao vậy đâu hả anh hả? Giao Thủ Đức hả? Tân Phú. À Tân Phú. Đơn 2 giờ. Dạ đơn 2 giờ. Đơn 2 giờ. Dạ. Vậy là cái này là anh đi hai đơn luôn. Đi ba đơn, đi đến một đơn nữa mới giao. Ồ, wow, ba đơn luôn hả? Vậy là bây giờ anh đang nhận đơn ở trong đó nữa. Không, đi nơi khác. À, đi nơi khác nữa. Ba đơn, giao ba đơn. Dạ. Lấy bảy đơn, giao bảy đơn. Wow. Bốn tiếng hồ mà. Dạ, trời ơi. Anh này là giao nhanh nha cả nhà. Rapper giao nhanh trong 2 giờ hoặc là 4 giờ. À, giờ là anh đang đi giao ba đơn luôn. Khoai lang mật. Ủa em khoai lang mật này là mình bán giá nhiêu ký? À 35.000 ký nha cả nhà. Khoai lang mật 35.000 ký. Thấy khoai to không à? À, cả nhà mình ai mà muốn ăn khoai lang mật Đà Lạt thì ghé shop chị Hồng Loan nha. Đây nè cả nhà. Đó, khoai lang mật Đà Lạt 35.000 kg. Nhìn khoai lang hấp dẫn quá. Thì cả nhà, khoai ngon nha, củ nào cũng nói bự bự không à cả nhà. Cái gan tay khoai bự bự không. Đây là cái số điện thoại của chị Hồng Loan nè. Đó mọi người mình có mua thì điện thoại lên trên số điện thoại này cho chị Hồng Loan nha cả nhà. Mua gì anh? Có người trong nhà vô mua đi anh. Có. Đây bây giờ là nguyên một đại gia đình của anh chị này tới. Bán lẻ mà. Dạ có bán lẻ, cô vô cô coi lựa đi cô. Có một đoàn khách đến mua loại. Dạ cô vô bên trong đó cô. Vô trong đi cô. Có nhiều loại lắm, mình muốn ăn gì thì mình mua. Đây, hiện tại bây giờ là gia đình của con này buổi trưa nay ngày 14 tháng giêng tới tại shop của chị Hồng Loan, ủng hộ chị Hồng Loan. À, vô trong đi cô, muốn ăn gì lựa.
giờ hai mẹ con cô này ở trong đây lựa. Đây giờ có cô này nữa, cô hai cô với lại mấy anh này tới nữa. Dạ giờ cô đi đâu bên đây mình đẹp cô đi tiễn các cô. Kệ né né cho chú vô nè, né né chú vô. Dạ cô vô đi cô. Dạ cô đi thẳng vô trong đó rồi. Đó vô đâu máy rồi luôn á. Dạ. Đây, cô mặc áo dài đi đám cưới xong cô ghé luôn. Cô đi đám cưới về. Cô đi đám cưới về. Nguyên đại gia đình tới ghé tới đây ủng hộ chị Loan quá trời luôn. Món nào cũng ngon á chị ha. Chú còn được ghét vô lên chú. Bữa nay nhà người ta có đám cưới sao vui vậy? À, có đám cưới sao vui vậy? Đám cưới nhà cái bên. À, dạ. Ở đây có đám cưới mặc đồ đẹp quá. Cả nhà đi ăn tiệc xong cái cô ghé vô mua ăn vặt về để cho các con cháu mời chú á. Dạ mời chú vào mời chú không vào luôn. Mời chú này chú mặc vest chắc là chú cũng là su gia trong gia đình. Gia đình của cô này mua xong là đem bọc ra luôn. Cảm ơn cô nha. Rồi. Cô không biết cô mua gì nữa cả nhà, nhưng mà thấy nguyên gia đình của cô nè. Mua xong ai cũng ra nè. Hay bây giờ nhập thêm hoa lan nữa nè cả nhà. Chị Hồng Loan giờ là nhập thêm hoa lan nữa. Hoa lan tại shop của chị Hồng Loan giờ đặt hàng cả nhà nha, tại vì hoa lan ngon lắm, hoa lan mật. 35.000 ký ngon lắm cả nhà. Nhà nhập thêm hoa lan nữa. Khoai nhìn ngon luôn á. Ngon lắm, củ quá, mấy củ bự bự nè. Ừ, bự bự không à. Chắc sừng sập, dẻo, thơm. Khoai này nè, các nhà nhìn khoai lang Nhật.
khoai lang Nhật á, cho nên là cái thịt ở trong nó sẽ có màu vàng á. Thơm dẻo lắm, dẻo thơm ngọt. Trời ơi, hôm qua đó là hả cũng được khán giả tặng đó, đem về tối luộc ăn ngon lắm. 35.000 ký á. 45.000. 35.000 ký hả? Bốn mươi lăm tao không mua, tao bắt mày mua tao luôn. À, 35 hả? 35.000 ký à? 35.000. Mua 10 tặng 1 nữa. Nói thôi, không mua tao bắt mày. 35.000 ký rồi nha, tâm hố rồi Tâm ơi. Giảm giá 35. Giảm giá 35.000. Không, tại hôm qua mua 45. Mới sáng nay không có coi lại hả? Dạ không. Là hôm nay giảm giá 35.000. Giảm giá còn 35.000 ký. Trời ơi, quá bất ngờ luôn. Mua 10 tặng 1 luôn. À, 35.000 một ký, mua 10 ký tặng 1 ký. Hình như là mua 20 ký thì sao chứ chanh? À, 20 ký tặng 2 ký. 30 ký tặng 3 ký. Mua 10 tặng 1, mua 10 tặng 1. 20 ký. Chánh vừa mới thông tin. 700.000. À, dùng ký tặng 2 ký. Ừ, 700.000. Mua 10 tặng 1, mua 10 tặng 1. Em cũng mới nghe luôn. 35.000. Dạ, thì đại con không coi nè, sơ xúc đại con, vú nhắm đại con. Con cứ cập nhật cái giá hôm qua đó. Đại con nãy giờ con mua nguyên bao luôn đi. Hôm nay giá mới nè, anh cũng mới biết đúng không? Đó là 35.000 nha cả nhà. 35.000 một ký khoai lang Nhật. Giảm giá 10.000 hả? Mua 10 tặng 1 ký, mua 20 ký tặng 2 ký. Hay bây giờ mấy anh em YouTuber nghe nói được giảm giá 10.000 ký mà anh em đi xúm lại để mà mua ủng hộ chị Hồng Loan quá trời luôn nè cả nhà. Hồi ngày hôm qua là 45.000 ký nha, nhưng mà bữa nay là giảm giá xuống còn 35.000 ký thôi cả nhà. Mấy anh em YouTuber thấy giá rẻ quá cho nên vào mua, mỗi người mua 2 ký 3 ký để ủng hộ chị Hồng Loan nha cả nhà. Mấy anh em YouTuber dễ thương quá à. Còn ở đây là shipper giao giao khoai lang tới cho shop của chị Hồng Loan. Khoai lang tại tại shop chị Hồng Loan bây giờ đang cũng rất là đắt hàng ở nhà, đang rất là thịnh luôn. Cái đó là giảm giá hả chứ? Giảm giá. Ngày qua là 45, bữa nay giảm 10.000 còn 35.000 ký. Mười ký tặng ký, mua 20 ký tặng 2 ký. 10 ký, 1 ký, 35, 10 ký và 300 ký. Tặng ký nữa. Sầu da 35, 10 ký tặng 1 ký. Là tính ra là mỗi người có 300. Nhân nha, đi hai cô bán thì cái chương trình 10 ký và 1 ký này, 1 ký là chỉ hai con lau. Hết luôn rồi. Thì bây giờ là chưa khi nào mà kết thúc thì chị Lan sẽ báo đi là ba. Mà nói lại anh kia hỏi lại cái gì cái lau trong một ngày. Đây bây giờ có anh bên Ahamu này giao hàng tới qua bên shop cho chị Hồng Loan đó nè.
này không biết giáo gì đâu cả nhà. À, anh này là tới lấy đơn hàng. Cái này là giáo gì vậy ta? Dầu gội bồ kết gì á? Giống như dầu gội đầu bồ kết gì á? Giờ là anh Chánh lấy hàng bên shipper giao tới cho chị Hồng Loan cả nhà. Anh trai này bây giờ là đang kiểm tra lại những cái đơn hàng khoai lang mà giao cho chị Hồng Loan, kiểm lại coi đủ số lượng chưa. Tiền ship thì tùy theo khu vực nha cả nhà. Tùy theo khu vực xa gần thì sẽ có cái giá ship cụ thể, nhưng mà thường là tại vì bên Hồng Loan là ship cho bên Ráp, Ráp theo kiểu là giao trong 2 tiếng 4 tiếng. Cho nên là thực sự ra là cái giá nó cũng không có cao đâu cả nhà, tầm khoảng gần 30 tới 40 ngàn tiền ship vận chuyển thôi. Mà giao tới tận nhà cho mình luôn nha. Tùy vào mỗi loại mà kêu cô chú đặt. Khi mà mình cô chú đến đây mà mua 1 ký thì cũng có bán luôn, thì cũng sẽ đem ra cân 1 ký bán cho mọi người. À, mấy cái củ khoai ở đây rất là to và bự, thì 1 ký là khoảng tầm 4-5 củ đó cả nhà. Không hơn á. Có 4-5 củ à? Tùy giờ tùy theo là củ bự củ nhỏ thì sẽ có cái số lượng nhiều hay ít. Nhưng mà củ bự thì số lượng nó sẽ ít lại. Qua tôi ăn cái củ hả, bự bằng cái tay luôn. Dạ. Đã lắm, béo bồi dẻo. Tại vì khoai lang Nhật mà, khoai lang Nhật là ngon nhất. Đặc biệt luôn á, khoai lang Nhật là thơm ngon nhất luôn. Giờ là hả, anh có người đặt đơn 20 ký. Đi đơn 20 ký luôn. Đi đơn 20 ký luôn. Đây bây giờ có anh ship đây là giao đơn cho khách. Anh ship này anh giao mấy cái đơn bịch nhỏ nhỏ đó là 3-4-5 ký đó. Rồi cái bịch 4 ký hôm qua sách là đúng nặng luôn nha, không có nhẹ đâu nha mọi người. Khoai lang nó cầm nó cũng nặng mà. Giờ là hả, có cái đơn 20 ký luôn. Có đơn 20 ký. Giao sao? Cái anh này anh đi nhiều đơn. Anh hình như cái bịch đằng sau là 20 ký. Bữa nay là em giao mấy đơn? Em giao 3 đơn chị. À 3 đơn. Đây em giao đơn đây này. 3 đơn 3 nơi luôn hả? Dạ, nhất 3 nơi. Cắt ở ngoài sau này là nhiều nhất nè cả nhà. Cái bao ngoài sau này là 20 ký nè. Còn mấy cái này thì 3 ký, 4 ký tùy. Dạ bye bye anh. À, giờ là anh shipper này đi giao khoai cho chị Hồng Loan. Rồi bây giờ những khách nào mà có đặt hàng khoai tại shop của chị Hồng Loan thì mình chờ đợi nha cả nhà. Đây bây giờ có thêm anh này ở đây sẽ lấy thêm đơn nữa để giao cho khách nữa nè. Còn bên đây là thêm mấy bào khoai lang nữa nè. Bữa nay là chị Hồng Loan giảm giá xuống là mua 10 ký tặng ký, bởi vì nhiều cô chú anh chị mình thấy khoai ngon á cho nên là cứ đặt tới 20 ký tặng 2 ký. Giờ anh đi giao 10 ký tặng ký. Một chị khách đặt 22 ký. 20 ký với là tặng 2 ký là 22 ký. Này là em giao đơn gì đâu em? À Bình Tân. Ồ hồi nãy là cũng có những cái đơn là ở Bình Chánh nè, Tân Phú, Bình Tân. Trong khu vực nội thành Sài Gòn, còn ở xa khoai ngon. Sẽ đóng thùng cho các đơn vị trung chuyển giao. Rồi shipper đi giao nha. Đó giờ shipper đi giao cả nhà. Mấy cái khoai này nè cả nhà, mà Tết đó mình gọt ra rồi mình chiên mình nướng hoặc là mình làm những cái món mứt khoai á.
mứt khoai dẻo Đà Lạt như, giống như Đà Lạt cái nhà, ăn cũng rất là ngon luôn á. Dạ bây giờ Cô Biển xin kết thúc clip tại đây nha. Chút xíu có những tin tức mới gì tại shop của chị Hồng Loan thì Cô Biển sẽ quay rồi cập nhật thêm cho quý cô chú anh chị mình biết nha. Đó, cả nhà mình nhớ ủng hộ kênh YouTube Cỏ Biển Nhiêu của em, hoặc là bên cái fanpage là Trời Cho Trò Chơi của Cỏ Biển luôn nha cả nhà nha.